Thưa quý vị, nhằm tránh tình trạng đụng hàng dội chợ, nhiều năm qua, nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng khoa học kỹ thuật xử lý cho nhãn ra hoa trái vụ để từ tháng 7 dương lịch hàng năm thu hoạch sớm hơn một tháng so với chính vụ. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi và thị trường tiêu thụ ổn định, nên dù giá nhãn có thấp hơn mọi năm, nhưng nhìn chung nông dân trồng trái vụ vẫn có một vụ mùa bội thu. Xử lý nhãn trái vụ từ sau Tết Nguyên đán nên giữa tháng 7 năm 2023 đến nay, vườn nhãn của gia đình bà Trương Thị Bảy ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ bắt đầu cho thu hoạch. Với diện tích 2 hectare nhãn xuồng cơm vàng, nhãn bao công, canh tác theo hướng hữu cơ cùng các biện pháp kỹ thuật khác, bà Bảy thu hoạch được khoảng 10 tấn, cao hơn mọi năm 1 tấn. Với giá nhãn tại vườn khoảng 50.000 đồng 1 kg, sau khi trừ chi phí, bà Bảy còn lãi hơn 300 triệu đồng. Mùa thì cũng trái nó cũng nhiều giống như năm rồi vậy đó. Giá nhãn giờ tại vườn là 50 ngàn. Theo các nhà vườn xử lý nhãn trái vụ tại Lộc An, nhờ thời tiết năm nay khá thuận lợi, nguồn nước tưới đầy đủ nên hầu hết các vườn nhãn đều cho năng suất tốt. Năng suất của năm nay thì nó cao hơn năm ngoái một chút, tức là khoảng tăng được khoảng 10 đến 15% do cái thời vụ của cái tương đối thuận lợi, nhưng mà giá cả thì thấp hơn năm ngoái một chút. Nhãn của mình là nhãn mới, thành thử ra là cái năng suất nó thấp, nó chưa có bao nhiêu. Giả sử được 5 tấn này thì nếu trừ chi phí khoảng 100. Còn tại huyện Xuyên Mộc, nhiều nông dân trồng nhãn tại xã Hòa Hiệp cũng áp dụng kỹ thuật để xử lý nhãn ra hoa đậu quả sớm và rải vụ. Ông Trần Văn Xuyên có 4 hecta nhãn xuồng cơm vàng xử lý ra hoa sớm, nên từ đầu tháng 7, vườn nhãn của gia đình ông bắt đầu cho thu hoạch. Ước vụ này ông thu khoảng 36 tấn. Với giá bán nhãn từ 45 đến 50 ngàn đồng 1 kg, ông Xuyên lãi gần 900 triệu đồng. Đất này nó chịu là cây nhãn, thì nói chung là nó cũng ổn định đó. Cũng nhờ tỉnh, nhờ huyện, rồi trong xã người ta mới hướng dẫn, người ta mướn mấy ông kỹ sư về, rồi dạy, rồi học, rồi cách thức làm trái, rồi mà nói chung bà con ở đây cũng nhờ vậy mà họ làm cũng đạt. Năm nay thì cái đầu ra thì cũng thuận lợi, thì có nhiêu cũng ra được nhiêu à. Còn sản lượng thì năm nay thì hơn mỗi năm một chút. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.750 hecta nhãn, trong đó hơn 1.500 hecta đang cho thu hoạch với tổng sản lượng khoảng 21.000 tấn một năm. Bình quân mỗi năm có khoảng 50% diện tích nhãn được nông dân xử lý trái vụ, rải vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhãn chính vụ. Bên cạnh đó, nhờ khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nên nhiều giống nhãn trồng tại Bà Rịa Vũng Tàu như nhãn xuồng cơm vàng, bao công, bắp cải cũng cho chất lượng vượt trội, thơm ngon giòn ngọt, được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp với các địa phương hỗ trợ các hợp tác xã, hộ nông dân xây dựng mã số vùng trồng cho các vùng sản xuất nhãn tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong canh tác, tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm, kết hợp du lịch sinh thái nhằm tạo đầu ra ổn định, hiệu quả cho trái nhãn Bà Rịa Vũng Tàu.